Em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Em mới về một cái lô quạt ha, Test Note, và tiếp tục cái này là một series quạt của Nhật, nội địa Nhật. Và cái mua những cái đợt này về thì nó toàn là những cái quạt cao không à ha. Thì cái chiều cao nhất là 1m48 anh chị, 148 cm ha. Thì ở đây em về là có 4 cây. Ở đây nó có 4 cây, là cái con này là nó chạy được điện 220 luôn mấy anh chị ha. Model của nó là 812 nè. Đó, thì mấy con này nó chạy điện 220 và cánh của nó là cánh 40 ha. Nó đã, rất là đã luôn nha. Và nó nặng khoảng gần 7 kg mấy anh chị ha, 6 kg mấy, 7 kg. Và cái nó thể tăng đưa được cái chiều cao lên là từ 1m20 em quên mất rồi, mà cho lên tới 1m48 anh chị ha. Rồi thì tất cả nó là mới 100% hết. Em lấy ra em test rồi sau đó em kêu thôi các bạn ráp luôn đi cho mấy anh em coi, gì cho nó hình dung cho nó dễ. Đó, thì có 4 cây là chạy điện 220, thì cái này giá của nó là 2,4 triệu một cây ha. 4 cây điện 220. Rồi bên cạnh đó thì nó, và cái này nó có remote đầy đủ luôn nha mấy anh chị ha. Cái remote nó bên đây ha, có remote luôn để điều khiển luôn. Đó thì em giới thiệu sơ. Đó thì ở đây nó có tới rất là nhiều tốc độ ha. Rồi hẹn giờ thì nó có là từ 0.5 0.5 1 rồi 1 tiếng, 2 tiếng rồi 4 tiếng ha là tắt. Rồi đây là timer. Ở đây có những cái mode ha, mode chạy nè. Mode chạy thì nó có chạy bình thường, rồi chạy giống như quạt gió lâu thổi riu riu, rồi đi ngủ thì nó sẽ chạy ở tốc độ thấp này kia. Rồi tiếp theo thì về tốc độ gió thì nó có tới 4 cấp bậc ha, 4 cấp bậc ha. Yếu, trung bình, vừa, rồi mạnh. Rồi cái con này nó quay thì nó quay rất là độc đáo anh chị. Quay qua quay lại rồi quỉnh lên quỉnh xuống, giống như là quay 360 độ vậy nè. Nó quỉnh được đủ thứ kiểu luôn. Nó độc lạ kiểu đó đó. Đó thì hầu như là chỉ có con này nó mới làm được cái đó thôi ha, con này mới làm được cái đó. Rồi ok, thì cái này thì giá nó 2,4 triệu ha. Nó đọc chỗ đó hình ra giá nó cao hơn, và nó chạy điện 220 luôn. Còn ba này ha, ba này thì là chạy điện 100V ha, model nó khác hơn. Và cái này nó cũng có remote luôn, điều khiển nằm đây hết đầy đủ luôn ha. Và tốc độ gió rồi hẹn giờ tất cả ở đây nó cũng đều có giống như cái quạt kia ha, nhưng mà nó hơi khác xíu đó. Rồi ok, thì cái quạt loại này ha thì em đang bán với giá là 1,8 triệu một cây ha, 1,8 triệu một cây. Nó chạy điện 100 nha, con này không chạy được 220 nhưng mà ha, thì mấy anh mình có thể về độ tụ ha, biến áp tụ lò vi sóng á là chạy điện 220 vẫn được ha, nhưng mà bên em không có nhận làm cái đó. Rồi ok. Tiếp theo là cái quạt lửng mấy anh chị ha. Quạt này á nó lửng ha, nó lửng thì cái chiều cao của nó lên được khoảng, để em coi coi ha, nó từ 8 tấc tới 1 mét ha. Thì cái loại này là nó từ 8 tấc tới 1 mét nha mấy anh chị ha. Từ 8 tấc tới 1 mét. Thì bốn con này ha, bốn con này là nó chạy được 220 luôn. Bốn con này chạy được 220 luôn. Thì bốn con này thì nó quạt lửng, và cái đường kính cánh của nó là 35 cm nha. 35 hay 40 luôn nghĩa đức, này giống 40 quá đó. Coi giùm anh coi. Đó, hình như cái đường kính này nó giống như 40 luôn vậy. 35 ha, 35. Đường kính của mấy cây lửng này nó 35. Đó thì cái này nó cũng nâng lên hạ xuống được luôn ha, nâng lên hạ xuống và nó chạy điện 220 luôn nha. Và tổng cộng là có 1 con, 2 con, 3 con có remote đầy đủ luôn ha. Tất cả này nó có remote đầy đủ ha, test note. Thì cái này nó cũng giống như cái kia, có 4 tới 4 tốc độ gió lận ha. Rồi nhạc ru rồi cái gì quên nè. Tốc độ đi ngủ nè, dành cho đi ngủ, đảo qua đảo lại hay gì đó, nó cũng giống nhau. Thì cái quạt này em vẫn đang bán với giá là 1,8 triệu một cây ha, 1,8 triệu một cây, có đầy đủ remote. Riêng một cây này ha, riêng cây này là nó không có remote ha, riêng cây này không có remote, em bớt đi 200.000 còn 1,6 triệu ha. Rồi ok, đó thì tất cả đều là mới 100% nguyên thùng hết ha. Tụi em ráp sơ lại để cho mấy anh nhìn thấy sơ bộ cho nó rõ ha, chứ hàng là mới vừa khui thùng ra luôn. Đó, mới hết, tất cả đều là mới ken sao ben hết. Đó, mấy bạn ráp lại để cho mấy anh em nhìn thấy được cái quạt, cái chiều cao của cái quạt. Rồi ok, thì những cái con nào chạy điện 220 ha, thì gồm có 4 cây lửng này chạy điện 220 bình thường ha. Rồi 3 cây cao mà nó có cái model là 533R ha, có cái ốp màu đen này nè ha, nó là chạy điện 100V. Và 4 cái cây mà đời cao nhất nó là 812R ha, là chạy điện 220. Mấy anh em lưu ý ha. Rồi em báo giá lại nha. 4 cái cây xịn sò nhất giá 2,4 triệu ha. 3 cái cây màu đen này chạy điện 100V giá là 1,8 triệu. Rồi 3 cây lửng này có đầy đủ remote hết, 3 cây lửng này đầy đủ remote hết là 1,8 triệu luôn ha. Em bán 1,8 triệu luôn. Đó, hoặc lửng thì anh em nào muốn lửng thì cứ ghi chữ lửng vô nha, nó đầy đủ remote.
Riêng cây này không có remote ha, em bán 1,6 triệu ha. Rồi anh chị em nào lấy cái nào thì nhắn tin giúp em, tất cả đều là màu trắng và mới 100% ha. Em bảo hành cho mấy anh em 3 tháng đi ha. Máy quạt này thì chắc hầu như không có thể nào hư được. Đồ từ Nhật về. Và là cái này hàng nội địa Nhật nhưng sản xuất vẫn là Trung Quốc ha. Đây là hàng Trung Quốc, hàng tàu, hàng pháp sư Trung Hoa. Đó, nó chỉ được cái là đi từ Nhật về thôi. Anh em nào cứ mua thì mình chọn thôi nha. Em nói lại lần nữa, hàng Trung Quốc sản xuất, hàng tàu nha, hàng tàu khựa đó. Đó, pháp sư Trung Hoa rồi đó, chứ để không nhiều khi em nói ở hàng nội địa, nhiều anh nói hàng nội địa Nhật sao sản xuất ở Trung Quốc. Rồi này kia nữa là về không nhận hàng nữa thì tội thằng em hen. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng.